tìm núm vú đã teo đét và cứng đờ lạnh ngắt của người mẹ để ngậm. Có đứa trẻ còn thoi thóp đã bị vứt lên xe bò chở xác cùng với người mẹ đã chết để đem hắt ra bãi tha ma. Trong bức thư viết vào tháng 4 năm 1945 về thảm trạng nạn đói mà chính mình đã chứng kiến, tác giả Vepi từng mô tả: họ đi thành dặng dài bất tuyệt, gồm cả gia đình, già lão có, trẻ con có, đàn ông có, đàn bà có, người nào người nấy rúm người dưới sự nghèo khổ, toàn thân lõa lồ gầy guộc, dơ xương ra và run rẩy. Ngay cả đến những thiếu nữ tuổi dậy thì đáng lẽ hết sức e thẹn cũng thế. Thỉnh thoảng họ dừng lại để vuốt mắt cho một người trong bọn họ đã ngã và không bao giờ dậy được nữa, hay để lột miếng vẻ rách không biết gọi là gì cho đúng hãy còn che thân người đó. So sánh nạn đói năm 1945 ở Việt Nam với tổn thất của các cuộc chiến tranh Pháp Đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ nạn đói nguy hiểm hơn nạn chiến tranh. Thí dụ trong 6 năm chiến tranh, nước Pháp chết 1 triệu người, nước Đức chết chừng 3 triệu. Thế mà nạn đói nửa năm ở Bắc Bộ, ta đã chết hơn 2 triệu người. Mùa thu năm 1940, Pháp xâm nhập vào Đông Dương, thực dân Pháp không những không bảo hộ được cho nhân dân Việt Nam như họ vẫn rêu rao, mà từng bước đầu hàng, dần dần cấu kết với Pháp xâm nhập để đàn áp nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam rơi vào cảnh một cổ hai chồng, vừa bị thực dân Pháp đàn áp, vừa bị Pháp xâm nhập hành hạ. Đặc biệt, từ khi đến Đông Dương, Pháp xâm nhập đã thi hành hàng loạt chính sách để đánh vào nền kinh tế. Buộc Pháp phải ký kết nhiều hiệp ước yêu cầu cung cấp lương thực, giao nộp lúa, gạo cho Nhật hàng năm, cấm vận chuyển lương thực từ Nam ra Bắc, kết hợp với chính sách bắt dân nhổ lúa trồng đay lấy nguyên liệu phục vụ chiến tranh, đã đẩy nhân dân Việt Nam đến nạn đói thảm khốc năm 1945. Việc vận chuyển thóc gạo từ miền Nam ra bị Nhật cấm vận, cùng với việc vơ vét thóc gạo miền Bắc đã làm cho giá thóc gạo tăng cao quá sức chịu đựng của người dân. Nhiều người không đủ sức mua và phải chịu chết đói. Trong tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên án và nhắc lại sự kiện bi thảm này. Mùa thu năm 1940, Pháp xâm nhập đến Sâm Lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó, dân ta chịu hai tầng xiềng xích Pháp và Nhật. Từ đó, dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc